Ngày xưa đó, tại sao cái vụ án Nguyễn Thanh Tú mà đã bị chìm xuống cách đây 34 năm? Đó là lý do lúc đó đó, thì trong cái buổi họp báo đó, đã nói rất rõ. Ngày xưa là Bộ Quốc phòng và FBI có ký hợp đồng với lại nhóm Việt Tân để đi tìm người Mỹ mất tích. Và trong cái hợp đồng đó là cho phép Việt Tân được chuyển tiền đi ra nước ngoài. Đấy. Thành ra đó họ mới làm lơ cái chuyện đó và họ tìm mọi cách để mà hóa giải cái vụ kiện bằng cách họ có lẽ nhiên họ không có thể mà đổi cái là cái dữ kiện được trắng thành đen, mà họ dùng cái luật pháp tức là cái ngày đáo hạn để mà nộp đơn kiện kiện. Thì cái người FBI, cái bà Betty Davis đó, bà được nhận được của bà Jung Kran, tức là kẻ dẹp cái đó, không nộp. Và không nộp thì tòa nói là ok, mày bên công tố viên bảo ok, tôi chưa nhận được hồ sơ là kia rồi, thì tòa dẹp, ra bộ hủy bỏ. Thì bây giờ đó, Nguyễn Thanh Tú nó trở lại, nó trả lời cho Nam Lộc luôn. Tại sao anh đang cái vụ công lý? Thì Nguyễn Thanh Tú nói rõ ràng là trong cái buổi họp rồi, là nếu mà tôi đưa những người đó ra tòa, Nam Lộc bảo rằng cái chết vô lý, đã biết người là giết bố mình không chịu đưa ra tòa mà đi thưa Việt Tân này kia đại khái. Thì thưa anh Nam Lộc, Nguyễn Thanh Tú nói rằng đưa mấy người ở tù, nó chỉ là cái vòi của con bạch tuộc. Nguyễn Thanh Tú muốn đóng cái đầu con bạch tuộc. Và những người được cái chuyện đó là những người trong cộng đồng mình sẽ không bị lừa dối đi đóng tiền ra nữa. Và trong cái vụ kiện này đó, nó lòi ra này phở Hòa này, phở Bằng này, rồi bao nhiêu phở, rồi những cơ sở mà đóng tàu đánh cá ở bên Louisiana, bên Seattle đó, của mặt trận hết. Ngay cả ông gần đây đó là ông Nguyễn Văn Lộc ở dưới San Diego, quý vị không biết Nguyễn Văn Lực đó, chủ tịch cộng đồng đó, đều là những cái tay mà là kinh tài cho Việt Tân hết. Tôi lý do tôi biết Nguyễn Văn Lực đó là tại sao, là tại vì Nguyễn Văn Lực nằm trong cái lo suốt tôi. Tôi đi điều tra dưới đó làm chủ mấy cái những cái chung cư nào đó, tôi có hết. Thì bây giờ cái vấn đề này ở đây, Nguyễn Thanh Tú nó muốn làm là lấy cái lo sút bằng cái sự vi phạm luật lệ nước Mỹ. Tại vì bây giờ đó FBI nó coi như nó phụ tay rồi, không dùng nữa. Thì FBI nó cũng vậy, bây giờ nó đã bằng nhau ở Việt Nam đấy, hồi xưa nó đã bằng 20 năm nó cấm vận. Thì trong 20 năm đó đó là nó thành lập cái tổ chức kia để mà đi tìm người Mỹ mất tích. Bây giờ sau khi cấm vận mà thấy băng giao càng ngày càng phát triển thì thôi, đã tới lúc mình phải dẹp cái đám này đi. Và mình chơi với Mỹ đó, thì lúc nào mình cũng như là mình đi đu dây thôi. Lúc nào nó chặt cái dây đu thì mình rớt xuống cái bình. Thành ra tôi cũng thấy cái lập luận của anh Hùng có thể là nó không nó đúng một phần ở cái chỗ mà nó có cái nguy hiểm là tôi nước Mỹ mình đã nói rằng cái hậu trường của họ tất cả những người làm chính trị của nước Mỹ chưa chắc họ đã tuân thủ luật pháp, đúng không ạ? Thành ra đó là thành ra cái câu chuyện mình sẽ không có ngạc nhiên gì về cái câu chuyện mà anh Nguyễn Thanh Tú sẽ đi được tới cùng đâu, phải không ạ? Sẽ đi được tới cùng. Và nó có một cái điều mà tôi nghĩ rằng, tôi đoán rằng nó khó thực hiện ở cái chỗ rằng thì là nếu mình kể cái vai trò, cái vai vế của Việt Tân nó thì nó lớn quá. Và người Mỹ bây giờ chỉ có cảnh cáo là mày phải làm việc biết điều thôi, chứ tội gì mà để cho mấy gần này người ở tù, phải không ạ? Nước Mỹ thì bao giờ cũng là củ cà rốt mấy cái này đó. Nó điên mà nó lại phá gần này người lớn thế này, phải không ạ? Những người như vậy làm sao mà gây dựng được? Ít nhất là dù rằng cái này cái kia chăng nữa, nhưng mà họ là cái người có tiếng tăm lắm được. Thành ra ban nãy mà ví dụ như anh nói nhắc lại rằng thì là cái ông Nguyễn Văn Bông mà bị chết, hay là cái ông Trần Văn Văn, ông dân biểu Trần Văn Văn đó, bố của cái thằng mà mang về mà Cà Mau đó, mang quân về Cà Mau đó, thì
chính cộng sản nó đã nói rằng thì là tôi giết cái này, ông Bông thì là nó giết là vì rằng ông ấy có thể lên làm thủ tướng, không ạ, có nhiều vai vế học trò, hay là cũng có thể có một cái ghen tị của những người mà cũng muốn làm thủ tướng. Còn ông Văn đó thì nó nói rõ lắm là tôi giết ông Văn để tôi gieo cái tiếng ác nghi ngờ rằng ông Nguyễn Cao Kỳ đã chống người Nam Kỳ, không ạ. Thành ra một cái việc đó, ông Văn đối với lại người cộng sản là nó cũng ghét rồi, nhưng mà tôi giết ông Văn là để rằng gieo cái tiếng ác cho cái anh Bắc Kỳ, Nguyễn Cao Kỳ lúc bây giờ đương mạnh, coi như là nó chống người Nam. Vâng, thì bây giờ mình bàn qua một cái đề tài khác này.